Chào anh em đang xem miền Tây Sula ha. Thì qua nhiều ngày qua do mình đi giao hàng bận quá bận, cho nên không có tiếp xúc nhiều với anh em, nhau mong mọi người thông cảm ha. Thì bữa nay là ngày thứ hai, ngày 22 tháng 4 2024 nha anh em. Phải 22 không coi, phải 22 không? 22 tháng 4 2024. Thì em thì bữa nay đúng là em cũng đi giao hàng cho anh em đó, nhưng mà thôi em ở nhà một bữa đi. Còn cái chuyến hàng kia thì em kêu tài xế nó chở rồi. Nói chung á là em giao hàng cho mọi người giá rất là rẻ, lý do là tại vì em tự chở. Chứ còn ví dụ như đi từ Long An xuống Cần Thơ bây giờ bèo lắm cũng phải 2 triệu một cuốc xe anh em. Tấm pin bây giờ lời lớn đâu có nhiêu đâu mà 2 triệu một cuốc xe, anh em thấy lời lớn gì đâu, phải không? Cho nên là em tự chở, lý do là vậy mọi người, chứ không phải em ham giành chở đâu anh em. Đó thì mướn tài xế đi thì cái chi phí nó rất là lớn. Mà mình xin anh em phí vận chuyển hay là mình tăng giá pin thì nó không ổn, cho nên là thôi nói chung là cố gắng chở cho anh em thôi ha. Chứ mình đi nhiều quá, có anh em nói sao không kêu người khác chở mà lại tự làm vậy mất thời gian. Mình làm vậy cho nó rẻ đó anh em. Thôi bây giờ cái con này, đấy anh em thấy cũng biết rồi. Sure chính hãng 1000W, Bitpower 2000, 12 lên 230V. Thì con này lúc trước em bán thanh lý với giá là 1 triệu 7, có ông anh rất là hò hển chạy từ thành phố Mỹ Tho xuống em lụm. Và anh lụm về anh xài thì chắc chắc được 1 tuần anh trả em. Thì em thu lại, bữa nay em tiếp tục lại thanh lý cho mọi người với giá 1 triệu 7 ha. Em không có giảm nha anh em, không phải mình bán rồi mình giảm xuống thành 1 triệu rưỡi hay 1 triệu 3 không có. Đó, con hàng này anh đem về anh không biết có xài không nữa. Với lý do vậy nè anh em, tại vì anh người ta mua lầm. Nhìn thấy cái xác con hàng quá lớn. Nhìn thấy cái xác quá lớn, quá hấp dẫn và hàng quá xịn. Đó, anh em quyết tâm xuống tiền mua. Nhưng mà mọi người quên là con kích này là con kích 1000, Bitpower 2000 chứ nó không phải con 5000. Thì nhu cầu xài cả một gia đình một tháng 1,2 triệu tiền điện. Đó, là tháng 2 triệu tiền điện mà xài con này cho cả gia đình làm sao mà xài được. Con này mà gắn máy lạnh làm sao mà gắn được. Thấy không? Con này chỉ gắn tivi, đèn, quạt, motor nhỏ hay là tủ lạnh hay là ba cái mà thiết bị gì đó 1000W trở lại thôi. Anh em chơi hai ba cái máy lạnh vô đây làm sao mà được. Anh em chơi motor hai ngựa vô làm sao mà được, phải không? Con máy tuy nó rất là lớn, lớn là do nó là hàng đẳng cấp của Sure. Và nội thất linh kiện nó rất là xịn sò, nhưng mà nó vẫn là con 1000 Bitpower 2000 thôi. Chứ không thể nào nó xài cho cả gia đình lớn được. Đó. Cho nên anh em phải mua phải phải tiết chế ha. Cái này mua xài gì ghe tàu hay là một phần nhỏ của gia đình thì được. Không có thể nào gắn bếp từ và ấm đun sôi vào đây được nha anh em. Đó mọi người ấy ha. Thì bữa nay em bán con này với giá là hồi nãy em nói nhiêu, 1 triệu 7 phải không? 1 triệu 7. 1 triệu 7 nói chung là cũng phải có bớt chứ. Tại vì mình cũng đã bán ra cho anh kia rồi. Bây giờ mình bớt nhẹ. 1 triệu 6 ha. 1 triệu đây nè, cái số 1 triệu 7 lúc trước em ghi còn nè mọi người. Đó, cũng 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 có bôi rồi nhưng mà nó còn. Đó, bây giờ em bán lại 1 triệu 6 em bao ship luôn. Đó, nói không giảm chứ cuối cùng em cũng giảm mà. Giảm 100.000 cái tiền anh kia anh xách tới xách lui mà. Anh đem gì không biết anh có xài không nữa ha. Thì em vừa cắm cái bình 12V nè. Đó đi vô con máy nè. Trời nắng nó hơi chói mọi người thông cảm ha. Với lại cái miếng này là miếng màu trắng nó bị chá. Đúng ra là mốt phải thay miếng màu đục, màu đen vô đây. Miếng màu trắng này nó chá món hàng, không rõ món hàng. Đó, nói chung là nãy em cũng hơi gấp lấy cái miếng giấy này là tầm bậy. Đó thì con máy hoạt động chuẩn chỉ nha, hai cái trạm còn nguyên nè. Hàng là như mới, rất là xịn sò nha mọi người. Hàng xịn sò ha, Sure 1000, Bitpower 2000. Màn hình hoạt động ok hết, màn hình lên ok nè, thấy không? Nói chung là con máy như mới mà có gì đâu không ok. Đấy, đây anh em thấy nè, đây. Chỉ có cái miếng trắng quạt, hai miếng trắng quạt này nó hơi bị sét nè. Lý do nó sét là tại vì miếng trắng quạt nó bằng sắt. Và nó bằng sắt thì nó theo năm tháng dài lâu thì nó sẽ sét. Còn tất cả những cái linh kiện khác như cái phần nhựa này hay là phần nhôm này thì nó không có sét được nha. Đấy, con máy rất là to nha anh em. Hàng Sure chính hãng ha. Anh em nào lấy thì em để cho mọi người 1 triệu 6. Đó, hàng xịn sò nha. Anh em phụ em 50k phí vận chuyển. Thành ra 1 triệu 6 50 đi ha, cho nó hợp lý. 1 triệu 6 em thấy cũng không hợp lý lắm. Thôi 1 triệu 6 50 nha, chốt vậy nha mọi người. Rồi, máy hoạt động chừng chỉ, em có gắn cái đồng hồ vào nè. Nó ra là 229V em thấy không? 229V đầu ra nè. 229V. Máy hoạt động chừng chỉ ok. Ông anh mình đem về không biết có xài không nữa. Nói chung là anh em đừng có mua con máy này để xài cả gia đình nha. Xài một phần gia đình thôi. Cả gia đình không có xài con máy này nổi đâu anh em. Đó. Máy này là máy 1000 mà, Bitpower nó cũng 2000 thôi. Cái xác rất là to tại vì nó là hàng xịn cho nên xác to.
chứ còn nó vẫn là con 1.000 nha anh em, chứ không thể nào mà nó mạnh bằng con 3.000 đồ này kia được. Đấy. Thôi thì em chào mọi người nhé. À, có video ngắn để thanh lý, nói chung là bán thanh lý thì nhiều đồ thanh lý lắm, cho nên mình sẽ quay đơn giản ha. Đó, nhìn sơ cái trắng trắng bên đây là nó không phải cái gì bậy bạ đâu nha anh em, nó dính một cái miếng keo gì đó ha, chúng ta có thể cạo ra nha, nó giống như kem đánh răng vậy mọi người. Đây nè, nó trắng trắng như này nè, như kem răng nè, người ta cạo ra đó, mà nó không ảnh hưởng gì tới máy đó. Không biết anh kia làm đổ keo gì trên đây mình cũng chả biết. Đó này nè, chứ không có gì hết nha, máy thì như mới. Rồi anh em nào lụm thì liên hệ mình, 1.650.000 luôn, phí ship luôn.